gỗ khóm luôn. Gọt cái gỗ khóm này xong mới được ăn mà. Để coi mấy trái nha. 2, 4, 6, 8, 9 trái khóm. 9 trái khóm luôn cả nhà ơi. Cái dao này không được bán chính ơi. Hồi chiều giờ thì mấy anh nhậu, nhưng mà Ngân không có quay cho mọi người xem, tại vì chiều giờ đông người lắm, nó chỉ không có nghe được. Bây giờ thì mấy cái người khách kia thì đã về xà lan hết rồi, chỉ còn mấy anh em trong nhà không à, anh Quỳnh, anh Long, rồi anh Ba Tài với lại ông xã Ngân, với Ngân với lại bà Trang nữa. Báo cáo rồi, chiều giờ nào uống mấy lon rồi. Bây giờ mình không có nhậu, nhưng mà bây giờ mình ăn. Giờ mình ăn thôi. Không có nhậu nữa. Nào nhậu chứ.
Sáng Ngân còn đi tảo mộ sớm nữa mà bây giờ vậy nè. Đó coi bà Trang kìa. Có cái cây lau mà không lau mà bây giờ lau vậy đó. Nó dính nè mà lau cây trời ơi, người ta sống vậy chứ. Bà sống ở thế kỷ nào ạ? Thế kỷ 21 mà thế kỷ bà lau vậy đó tối làm cái trời ơi tôi nghe cho. Tôi nghe bà lau cho. Ghê chưa? Có nhiều khi qua đây mà không. Cô gạch nha. Giờ đây nói em không có ăn. Cưng lắm à, cưng lắm à. Cô này em không ăn. Anh ơi, mấy cái thùng này em giục nha. Trời ơi, nói chuyện với chồng quá nó ngọt. Ghê chưa? Anh ơi, cái nào anh ấy cứ ấy đi. Em về nha. Anh ơi. Có nè. Đó, bây giờ tới anh Quỳnh xuất hiện nè. Anh Quỳnh á thì hôm bữa á. Anh Quỳnh á có cá một cái chầu độ rất là nặng luôn bây giờ hết. Đang nói chuyện với ai ạ? Đâu có, đang chờ khán giả. Đang nói chuyện với ai kìa? Nói chuyện với một người bạn rất là thân thiết. Chào khán giả. Đây bây giờ anh Quỳnh anh Long đem bia ra nè. Đó bia đổ tứ trời hàng. Anh mở tủ lấy gì em lon đỏ đỏ em tủ rồi. Trời bao mà. Hai chị em em muốn chứ cái cây bao không em muốn. Đây, hai chị em Ngân với lại chị Trang xuống bia này. Em có cạo gặp. Đây là người phụ nữ đảm đang nè. Giờ là thấy kỹ mấy rồi mọi người ơi. Bây giờ mà còn lau nhà mà dắt mùi lau vậy nè. Thiệt chứ. Thấy kỹ mấy rồi. Lau nhà, lau nguyên cái nhà này là lau hết cái nhà này lau mùi lau không vậy đó. Thấy kỹ mấy thì phải ăn sạch, ở sạch chứ. Thôi buổi giờ lấy cây đẩy cho nó lẹ. Rồi cô mày làm sao? Không có, tại tối nay anh Tải ngủ đây nè, mất công thôi, thôi dê anh chửi nữa. Rồi. Thấy ghê chưa? Thế anh Tài. Kiểu anh Tài ngủ đây mà để thôi dê, anh Tài cười chết. Hồi nãy lúc nãy thì mấy anh nhậu ở trong này nè. Ngân ở bên xà lan Ngân là Ngân đẩy bằng cây đẩy không mà Ngân không có lao bằng cái này đâu. Ừ đúng rồi, ngồi ngang vậy đó. Lên khẩu mua đó. Giỏi ghê chưa? Ai hạnh phúc lắm mấy em mới lấy được người phụ nữ đó là đảm đang này nha. Bây giờ mà kiếm được người phụ nữ này là khó lắm mọi người ơi. Có ai mà lau nhà kiểu này đâu chưa? Bây giờ thời buổi giờ kiếm khó lắm. Em đâu? Bà kỹ lắm á, bà lau nhà, bà lau bằng khăn vậy không á, bà không có lau bằng cây đâu, bà nói lau bằng cây nó không sạch. Ly ơi, ly ơi, ly. Kỹ ghê thiệt chứ. Ghê không? Kiểu này mốt có dâu, sao dâu nó nổi. Mày bị già, hơn dâu mà nó nổi luôn á. Dâu nó chạy nói chứ chị Trang nó quê bên An Giang á, những cái người bên An Giang á, mọi người thấy những cái chiếc xà lan An Giang là thôi không dám đi qua luôn á, kỹ cực kỳ luôn á. Trời ơi cái mặt anh xu quá anh Long ơi. Lao lẹ đi ra nhậu kìa. Thôi nó nhậu không luôn nè. Ăn cua kìa. Chút đi. Ăn đi đâu xong rồi. Thì đó, bây giờ tao mày ăn, không ăn nữa. Lao lẹ đi. Hồi nãy giờ ở bên kia tôi lau cây đẩy là tôi đẩy xong rồi đó. Khỏi máy nước luôn rồi đó. Cái chỗ nó méo này. Cái đây cái gạch nó nhỏ. Cái bóng. Anh cũng nhỏ. Lại mấy ông này chịu mày giờ mấy ông ăn lỗ nè. Bia rồi lỗ dê. Anh coi cái Trang mà nói đẩy bằng cái cây đẩy nó không bóng. Coi ghê chưa. Cái gì ngon. Cho anh em ăn chứ. Vậy chứ mình đi ra đi vô một chút rồi nó có dấu chân à. Không chờ. Cái này lau bằng đêm á. Ai biết tao đây có chứ ban ngày anh đưa cho em ăn, phải ăn cái này rồi. Thôi. Tối ở đây, ở bên Hà Lan bên đây thì có người lấy gà. Ăn nửa cái rồi. Ủa trời ơi. Nửa cái rồi. Là lau nay ăn nó thằng nhiều quá. Cho ngủ rồi đó. Lau tuần lau lần hả? Còn rồi không ai thì lau cây. Mỗi tuần lau một tay một lần. Anh không thấy có tình đâu. Thôi em đang cái bây giờ. Trời ơi. Quá đẹp đàn. Ủa cục này nặng vậy? Mạnh quá. Cục có 2 kg mà. Cục điện 2 kg á, nhưng mà cục nó chắc vài chục ký rồi. Đó, ở ngoài đó có 4 anh em thôi mà như cái chợ. Như cái chợ. Còn anh nữa đó, anh không biết nữa đi tặng. Cái này em ăn có 4 anh em mà như cái chợ. Có lãm nha, cao bao đẹp dễ hơn. Em ơi, tại vì không cao bao thôi. Ăn đi. Đây nè, coi nè, 4 anh em nè. Đó, anh em hương nhau. Anh em hương nhau ôm luôn. Nè em.
thôi quy cái miếng gạch mà đưa anh mình, nó nói ăn mình tối nay ỉa mình ăn đâu được, đưa đúng thằng miếng tối ỉa chung chứ. Rồi tình quân đệ ở trong bếp đây đâu ai nhậu trong đó đâu mà vô trong đó lao vậy, dòng họ mày không được cái đẹp trai công nhận có anh mà nhậu sẵn rồi mà còn luộc bia về cho ăn là công nhận chịu khổ ghê không, thương sợ thương. Có người đang cứu dễ cùng tình gần á, còn cái bà này đâu lẹ lên coi lao hoài luôn đi mòn gạch hết nè, dịch về này nó kêu kìa em ơi. À, bà làm xong rồi đó. Lấy cái cào ăn đi, cái điện thoại có lời có lại chết. Em nói mà anh chịu. Khó ngồi hả? Không có mới đổ bia lên. Trong bếp á. Mình đưa bữa nào gặp anh em nhậu. Mình đây qua bên đây rồi. Ăn uống mà có người buộc tóc cho luôn nè. Ghê chưa? Bình thường quá bển lâu mồi. Trâu. Giờ qua đây ghé cho lại chứ sao. Không mà tại bình thường nhậu bên Hà Lan cũng ngon không mà ăn bên Hà Lan cũng ngon, bữa nay ăn bên Hà Lan cũng tươi nha. Có đây đàng hoàng đây nè, để em viết hôm nay ăn bên Hà Lan cũng tươi. Hôm nay anh Quỳnh anh Long anh nói rồi bình thường á thì anh em có thể chia đều, còn hôm nay tết rồi anh em mình vô. Chơi vô hết đi, ảnh bao hết, bữa nay mình chơi bên đây đi, vô bên đây đi láng đi xả láng bữa đi. Một con tôm ma đá cam không ai kiếm, ý là không ai kiếm mà anh không chung thôi chứ là bị kiếm. Bây giờ người uống được mấy lon nữa nè? Anh uống chục được lần nữa. Anh uống được chục lon nữa. Nếu mà anh thì anh xin xương khơi. Tới sáng đi. Chứ em thấy anh nhựa lắm mà cái mà anh là anh nhựa lắm rồi đó. Chứ đợi em đơn giản lắm, nhưng mà để em chạy bển em lấy giờ mất nữa. Em không lấy nhiều. Ủa? Bà đâu có nhậu đó. Ê. Cái lon này là của anh Quỳnh nè. Sao anh em sao khuôn mặt có con đẹp trai, đẹp trai đó, đẹp trai, đẹp trai. Còn gì nói chứ cũng hơi giống giống. Có đẹp trai. Anh nhậu họ mà hơi không, giống. Bà nhìn nè, bà nhìn cái tay của cái tay của bển luôn coi. Cái này là lên đẹp trai. Ngân. Ủa bà Ngân. Nhìn cái tay anh Long anh Quỳnh kìa. Cái tay anh Tài là không giống. Cái tay anh Tài bị ngắn rồi. Bị ngắn rồi. Nhìn chồng bà với không, bà này có đẹp trai đúng không? Rất đẹp trai. Rất đẹp trai. Tại tự nhiên đưa anh lon này vô lý không? Anh nó uống gồm rồi tự nhiên lại trời. Trời ơi, giấu đâu mơ, sức khỏe. Quay gì trời. Không ít đâu nha. Vũ Thương Phương chắc. Vũ Thương Phương nhập. Ờ, Vũ Thương Phương nhập. Lâu lâu. Vũ Thương Phương coi. Vũ Thương Phương coi, sao anh? Em bị đâu? Em bị mới được nha. Sao không có em bị không? Em bị, em bị. Chết rồi. Thôi nha, chết rồi. Em bì liền. Bà heo. Đâu? Đâu bì coi. Đâu? Cái lon này là của anh Quỳnh nè. Ta nói sao? Sao anh em sao khuôn mặt có con nét mà. Đẹp trai, đẹp trai đúng rồi, đẹp trai. Còn gì nói chứ, mặt ông Ngân cũng hơi giống giống. Có đẹp trai. Sao? Anh nhậu họ mà hơi giống. Bà nhìn nè, bà nhìn cái tay của bà luôn coi. Cái gì là lên đẹp trai. Ngân. Ủa bà Ngân. Nhìn cái tay anh Long, anh Quỳnh với Ngân kìa. Cái tay anh Tài là không giống. Cái tay anh Tài bị ngắn rồi. Bị ngắn rồi. Nhìn chồng bà với... Không, bà này có đẹp trai đúng không? Rất đẹp trai. Rất đẹp trai. Trời đâu à. Bà ngồi đi, tôi quay bà né rồi sao tôi thấy. Sao quan gì mà cũng có đứa giống đâu. Đâu giống đâu. Tài tự nhiên đưa anh Long này vô lý không? Anh uống gồm rồi tự nhiên lại trời. Cái gì? Vũ Thương Phương, Vũ Thương Phương, sức khỏe. Quay gì trời. Không ít đâu nha. Vũ Thương Phương chắc. Không phải, Vũ Thương Phương nhập. Vũ Thương Phương nhập. Lâu lâu. Vũ Thương Phương coi. Vũ Thương Phương coi, sao đâu? Em bị đâu? Em bị mới được nha. Sao không em bị không? Em bị, em bị. Chết rồi, thôi nha, chết rồi. Rồi em quỳ liền. Bà heo. Đâu? Đâu quỳ coi. Thôi. Anh Long em quỳ lên Long. Chú Thương Phương nhập coi. Chưa. Nè, bắt đầu. Sao anh đây lên. Đâu em quỳ đâu? Tào lao quá. Thằng La Bia vô luôn á. Em quỳ. Nè. Trời ơi. Tì quá. Ghê luôn. Còn gì nữa? Lao còn gì nữa?
gì nữa. Ơi. Không có mua bao nhiêu. Không còn cái thế đi nữa mà con Trang quay clip rồi. Đâu anh đang quay. Không phải. Bữa anh làm nhiều cái lắm. Vũ thôi. Thôi thôi. Sao có bán nhập bán cái viên chiên ra đâu? Để ra nhậu trời ơi. Bán cái viên chiên sao? Nào. À, nào. Kính cho chết mẹ. Chết mẹ luôn á. Thôi. Vũ thương nhập. Không Vũ thương được. Điện mới được. Lấy cái nón của em đỡ lên gì nè. Đâu đi lại coi anh. Mệt quá bây giờ mệt lâu quá. Hả? Đứng lên đi lại coi. Tại người cái cường anh á là cái người hết bắt trước. Ai mà càng người ta thích anh bắt không khá bắt trước. Hồi xưa cái thằng mà vô duyên nhất trường á là anh bắt trước tướng đi luôn mà bắt trước hết. Hàng đi mà mắc cười là bắt trước hết. Đi mới được mới bắt. Hello Kim Ngân xin chào tất cả mọi người nha. Sáng hôm nay thì Ngân đã đi lên trên nhà của bên nội Ngân á. Ngân đi tả mộ nhưng mà Ngân lên tới đây bây giờ là khoảng hơn 7 giờ rồi. Mọi người đi ra ngoài kia tả mộ hết rồi. Ngân đi lên trễ quá. Cha Ngân nói ở ngoài xong rồi khỏi ra. Sáng ngủ dậy á, cái chân của Ngân á nó bị đau mọi người ơi. Cái chân của Ngân bị giãn tĩnh mạch. Rồi Ngân bị khớp nữa. Sáng ngủ dậy á, cái gót chân á nó đau quá. Ngân đi không được luôn. Sáng này Ngân đi trễ quá. Bây giờ lên thì mọi người đã tả mộ xong hết rồi. Bây giờ thì mình sẽ nấu nướng. Mình không có ra ngoài mộ ông nội nữa. Bình thường mỗi năm á, thì Ngân hay ra mộ ông nội thắp nhang lắm. Nhưng mà năm nay Ngân đi không được. Tại vì hôm nay thì Ngân đi về tả mộ có một mình Ngân à. Ông xã Ngân không có đi. Ông xã Ngân đang làm xà lan ở nhà không có đi được. Ngân đi có một mình à, mà cái chân Ngân đau, cái xe nó nặng nữa. Nếu mà Ngân lên sớm á, thì có em gái của Ngân á, là con bé Ngân á, nó chở Ngân đi thì Ngân đi được. Còn một mình Ngân thì Ngân sợ chở chân không được á. Ngân ở nhà luôn rồi. Lên trễ mọi người đã ra ngoài kia hết rồi. Bây giờ ở trong nhà đây bây giờ còn hai phụ nữ à. Hai phụ nữ đang nấu ăn. Mẹ Ngân với lại cái người á. Để chút nữa Ngân quay cho mọi người xem nha. Bây giờ thì cha Ngân nè, rồi chú Mười với lại bé Ngân, anh hai. Có anh hai nữa không mẹ? Hai Ngân nữa đi ra ngoài mộ á, rửa mộ rồi. Dọn dẹp mộ rồi thắp nhang. Ủa hôm nay bác Sáu không có đi với mẹ bác Sáu trai hả? Anh Ba Tí hả? Bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào nấu nướng thôi mọi người ơi. Cha. Ủa anh Ba Tí không có đi tả mộ hả? Anh Ba muốn quay rồi nói xuống đây rồi anh Ba. Anh Ba làm gì trả nè anh Ba? Vậy hả? Đây rồi để em lên. Đây bây giờ Ngân sẽ đi lên trên nhà bác Sáu. Đây là bác Sáu của Ngân đây. Bác Sáu đang chuẩn bị dọn cúng. Hôm nay mình lên mình không có làm gì hết, mình có độc ăn cả nhà ơi. Wow, cháo vịt. Ông nội Ngân á thì bác Sáu Ngân thở trên đây. Cho nên là Ngân sẽ đi lên Ngân đốt nhang nha. Hello. Dạ, cái chân hôm nay nó đau. Hôm nay không có đi ra mộ được. Xong hết rồi, ngoài xong hết rồi hả Ba Tí? Xong hết rồi. Đi rồi mấy giờ? Đi rồi nãy mấy giờ chứ? 6 giờ rồi. Chạy về đường nào? Dạ em đi đường tắt. Đây mọi người ơi, ở phía trước á Thiếp Mùi Ngân trồng cây kiểng quá chừng luôn nè. Đây là cây bắp. Thường thì ở miền Tây mình á, ở nhà Ngân đi. Ở nhà Ngân á thì hay trồng những cái cây bắp này nè. Tết mùng 1 á thì mình cũng ăn bắp nữa. Giống như người ta hay nói á, chắc ăn như bắp vậy đó. Cho nguyên năm á mình sẽ chắc ăn như bắp nha. Đó, đây là khoảng 7 cây bắp. 7 cây thì chỉ có một cây này là có cờ, cái đó gọi là cờ và ở dưới đây là trái. Được 3 trái bắp. Còn mấy cây này thì chưa có trái, cây này tốt quá tốt luôn mà thấy chưa có trái.
thấy mười ngon trồng trồng quá chừng cây kiển luôn á, bắp nè rồi hoa dạng thọ. Ở trong đây là cây hạnh, cây hạnh này năm nay cũng nhiều trái lắm nè, vừa trái mà vừa hoa luôn. Đây là hoa mai khoe sắc rồi nè. Cái hoa mai này thì nở hoa sớm, nay thì mới có 25 Tết thôi mà đã có hoa rồi. Trời ơi, ở bên này có một cây nữa nè, cây bên này thì có rất là nhiều nụ luôn, nhưng mà cây này nếu mà tưới nhiều quá thì nó cũng sẽ nở sớm nữa đó. Còn bên đây là hai cây hướng dương nè, trời ơi, hướng dương nguyên một hàng luôn, rất là nhiều bông. Phía trong này là hoa vạn thọ nè, hoa vạn thọ thì lùng quá, nhưng mà những cái cây này sao tới bây giờ nó vẫn chưa có nụ mọi người ơi. Cái này là trồng bị trễ rồi, tới giờ nó vẫn chưa có nụ. Đó, đây là hoa vạn thọ nè, hoa cúc nè, rồi sống đời, rất là nhiều loại bông hoa luôn. Wow, bên đây có chậu cúc này đẹp nè. Cúc này đủ màu hồng với màu cam. Hôm nay Ngân về trên quê á, thấy có không khí Tết nè mọi người ơi. Đó, bây giờ thì mình đã thấy hoa mai khoe sắc nè, rồi hoa cúc, hoa vạn thọ. Nói chung là rất là nhiều loại hoa luôn. Mình đi về đây thấy hoa là thấy Tết rồi đó. Ở dưới nhà Ngân á, thì bây giờ Ngân chưa có mua bông hoa gì hết á. Ở trên đây là thím Mười Ngân mua cây nhỏ về thím Mười trồng, cho nên là bây giờ mới có hoa. Còn ở dưới Ngân thì chắc khoảng 27-28 Tết á thì Ngân mới đi mua. Thường thì mình ở dưới quê á thì người ta sẽ bán khi mà tới cái ngày mà mình trồng được á, thì người ta sẽ bán, trồng cho kịp Tết á thì người ta bán rồi mình mua về, mình mua phân về mình trồng, mình mua chậu về mình trồng. Mình trồng á thì khi mà Tết nó có bông á thì nó sẽ lợi hơn, nhưng mà khi mà mình mua về nhà mình trồng á thì mình không có gãi phân, mình xịt thuốc như ở ngoài người ta trồng được, cho nên là những cái cây của mình thì nó không có tốt và nó không có nhiều bông bằng người ta bán ở ngoài chợ mọi người ơi. Nhưng mà mình sẽ đỡ tốn tiền mình mua nha. Ví dụ như cái cây này mình mua nè là khoảng có 5-10 ngàn một cây à, và mình mua về mình trồng. Còn nếu mà Tết á mình đi ra ngoài chợ mình mua thì tới 4-50 ngàn một chậu lận. Nhưng mà sao thấy mười ngon trồng cái này chắc ra duyên luôn rồi đó. Mấy cái chậu hoa vạn thọ này nè, nó chưa có nụ. Có hai chậu ở trong kia thì nó đã ra hoa rồi, nhưng mà hai chậu này nó không có nụ mọi người ơi. Nãy giờ về chưa có phụ được gì hết trơn á, đi ra quay tùm lum tùm la ngoài đây nè. Bây giờ để Ngân đi vô trong kia Ngân phụ nấu ăn nha. Với lại cái chân Ngân đau quá, Ngân không có đi tới đi lui nhiều, tự nhiên cái chân nó bị đau kỳ ghê luôn á, không biết lý do luôn. Mẹ Ngân nói thì Ngân bị khớp, tại vì lúc trước á mẹ Ngân cũng bị giống vậy á, mẹ Ngân cũng bị đau vậy đó. Nhưng mà mẹ nói mẹ uống thuốc không biết là uống trúng thuốc gì, tại vì mẹ uống thuốc tùm lum hết á. Mẹ nói mẹ uống thuốc khớp, rồi mẹ uống thuốc rượu, uống cái cây thuốc nó uống tùm lum mà không biết là nó trúng cái loại nào nó hết. Mẹ kêu Ngân đi mua thuốc uống mà sáng giờ Ngân chưa có ăn sáng. Bây giờ thì Ngân sẽ đi vô phụ đây. Con ăn gì hả? Ngon hả? Con tên gì? Như Quỳnh hả? Dạ. Ồ, ăn súp ngon. Ai mua cho con ăn? Nói rồi, Ai mua cho con ăn vậy? Mình lại, bà lại em lại mua hết ba con. Ừ, giỏi quá. Ừ.
Ngon quá à, trời ơi, cô ăn thấy thương vậy giờ. Đây là củ chính của Ngân nè. Củ chính đang lọc củ hành. Còn đây là mami. Đây là mẹ của Ngân á. Mẹ đang vắt nước cốt dừa để nấu cà ghi vịt. Đây, để Ngân quay cái nồi cà ghi vịt nha. Ôi, cái nồi cà ghi vịt. Cái này là có nước cốt đây cho mọi. Trời ơi, cái nồi này ngon quá vậy. Vậy là chút nữa Ngân nó mua bánh mì về đó ngắn này nè. Còn bên đây là thịt kho tàu. Lớn lên, hát lớn lên. Hát lớn lên. Đây mọi người có biết đây là ai không? Quên rồi. Quên cái dụng nước dưỡng rồi. Ủa ông muốn nhỡ anh hai phải mua oxy nữa, nhỡ lên màu nó đẹp. Mày cho oxy ở đâu bác, cho nhỏ thôi, cho bự cho bán luôn à. Cho bự nó nhiêu. Có nhỡ lo dài luôn. Ở cây nhất mẹ ai đẹp ta. Nhỡ con á. Ê, rồi mua đợt rồi nhỡ mẹ hồi đen luôn. Đây là bà Thảo làm tóc nè. Chút xíu nữa là sẽ làm móng gọi đầu. Ai có nhu cầu massage tỉa lông mà. Ơi, bữa nay ngăn là đắt xô lắm à. Mua mấy cây kèm? Mua có 2 cây à. Ủa, ủa. Chá rồi. Nè đâu có ai đánh ăn nè. Con bỏ mày bút rồi. Xong rồi. Con mất cái khẩu vô nữa. Đây là bà nội của Ngân nè. Mọi người bây giờ đang nấu ăn. Bà nội của Ngân thì đang ngồi quan sát. Cố quá con. Đây cả nhà ơi, cái chân Ngân đau quá, Ngân không đi tới lui được. Bây giờ đồ này cho Ngân nguyên một gỗ. Một gỗ khóm luôn. Gọt cái gỗ khóm này xong mới được ăn mà. Để coi mấy trái nha. 2, 4, 6, 8, 9 trái khóm. 9 trái khóm luôn cả nhà ơi. Cái dao này không được bán chính ơi. Chính. Bây giờ Ngân sẽ gọt. Muốn đi luôn không? Kìa, phụ con thủ lên ăn, chính gọt tớp thì một gọt tớp mà. Chính ơi, cái dao này lột nhắc rồi chính ơi. Kêu nó kìa, làm kìa. Kêu nó nè. Cái chừng bén nha. Chừng bén đó. Cái dao này lột. Để gọt cho nó làm. Lại đi. Con lạng này cho chính làm mắt. Dao lột mắt. Con lạng nhỏ nha. Thôi dọn đúng rồi. Gọt khớm này phải cái dao hơi bén mới được, cái dao lột quá. Có dụ nữa, dụ mắt đậu quét. Sao không dọn ngon ha. Dọn có 10 ngàn cái mà ngon. Con lên võng nằm không? Nằm võng rồi. Thôi nó chưa có ngủ đâu, nó mới vũ vậy đi vô đây nó làm bộ rồi nó uống sữa. Đẹp nha. Mất cái quả lên cho uống một xíu quá không? Ôi ơi, khóm khóm này gọt làm gì mời ăn hả? Cô ba ngồi cô ba khóm hả? Cô ba có còn ngồi, cô ba ngồi đâu rồi? Ăn cả nhà ơi, cái chân của Ngân bây giờ nó đang bị đau quá, Ngân không có di chuyển được nhiều. Ngân ngồi một chỗ, Ngân gọt khóm luôn rồi. Gì vậy con? Cái chân con bị gì vậy? Ôi sao con quào cái bụt kẻ ra rồi? Rồi bị chảy máu luôn. Ngân bây giờ là Ngân ngồi một chỗ, Ngân làm luôn chứ Ngân không có di chuyển được nhiều luôn á. Hồi sáng á, lúc mà Ngân trèo ở dưới xà lan lên á, cái đường khó đi lắm luôn.
Ngân cố gắng Ngân đi cái đường giống như là cái đường bờ đê vậy đó, cái bờ đất sình. Cố gắng đi lên, bây giờ cái chân nó quá chừng đau rồi. Bây giờ không có dám đi nhiều luôn. Chắc một chút nữa Ngân đi ra ngoài kia, Ngân kiếm cho tiệm thuốc tây, Ngân mua thuốc uống. Chứ để nó sưng chỗ này mà nó sưng 2-3 ngày. Bình thường thì Ngân không có bị đau nhiều. Bị đau từ sáng tới chiều là nó hết à. Tại vì ngày hôm qua ở nhà Ngân nấu đồ ăn á, Ngân ngày hôm qua tả mộ ở nhà Ngân nấu đồ ăn á, đi nhiều cho nên nó bị đau. Bình thường Ngân cũng hay bị lắm, khi nào đi nhiều là nó bị đau rồi, nhưng mà bị từ sáng tới chiều là hết rồi, không có bị lâu. Chắc một chút nữa Ngân sẽ ra mua thuốc giảm đau uống mới được. Anh hai có làm móng chưa anh hai? Anh hai mua thuốc cho em uống đi. Bây giờ thì nấu ăn xong hết rồi, đang chuẩn bị dọn cúng. Cả nhà có biết đây là ai không? Có ai muốn làm em rể của Ngân không? Có ai muốn làm em rể của tôi không? Độc thân vui tính chưa có người yêu nghe chưa? Em gái Ngân thì không có đi xà lan. Hôm bữa giờ có rất là nhiều bạn á nói là em gái Ngân có đi xà lan, nhưng mà thật ra em gái Ngân không có đi xà lan nha. Em gái Ngân ở nhà học bên uống tóc á, làm móng. Chút xíu nữa thì em hồi sáng giờ là em gái Ngân đi chợ mua kìm, chút xíu nữa sẽ làm móng cho Ngân nè, rồi cho mẹ Ngân. Giờ ai cũng đăng ký làm móng hết trơn á. Đó, Ngân đã cắt được một trái khóm rồi, bây giờ là trái khóm thứ hai. Đây là cháu của Ngân nha. Con chào cô chú đi. Con xin chào cô chú, con nói gì đó, con nói đi. Con xin chào cô chú, nói lớn lên. Con xin chào cô chú. Con nói lớn lên. Ủa mắc cỡ á cô chú ơi, mắc cỡ. Bây giờ thì Ngân sẽ gọt tiếp đây. Không biết là gọt tới khi nào mới xong đây. Gọt khóm lâu lắm á, gọt mắt đó lâu lắm. Cả nhà ơi, bây giờ chú Mùi Ngân đang cúng nè. Ở trong đây thì gồm có 3 mâm. Thì Mùi Ngân đang múc cơm ở dưới á. Cơm thịt kho nè, hổ qua hầm thì Mùi đang kho nhưng mà kho không kịp, bây giờ trễ quá cho nên là mình cúng trước luôn. Hổ qua hầm không kịp á Mùi. Hổ qua hầm Mùi Ngân đang hầm. Kia mâm ngoài kia là mâm chiến sĩ nha. Nhà mình cúng thì lúc nào cũng phải có mâm chiến sĩ phía bên ngoài hết á. Mình cúng chiến sĩ phía bên ngoài thì ông bà cô bác mình mới đi vô trong nhà ăn được. Bây giờ dọn cúng rồi, mọi người đang nhập tiệc. Quá rồi, quá ngon rồi. Ăn đi đi con. Qua cầu, qua cổ nó chạy ăn. Không có sắc của mặt gia đình luôn. Thiếu một quy với một cần á. Điện đó. Thiếp mi ngồi cái ghế đó thôi. Ăn cho mát. Đó, qua đây cho thử ngồi. Cháo rau đắng ngon lắm mọi người ơi. Mà nhúng cháo rau đắng vô đây. Ôi quá ngon mọi người ơi. Quá ngon mọi người ơi. Quá ngon mọi người ơi. Mời cả nhà ăn nha. Ăn ngon miệng nha. Thực đơn hôm nay thì gồm có đây rồi bác Sáu. Đây là cháo rau đắng nha. Rồi. Tay sạch sẽ chứ không có đất đai hết nha. Rồi bỏ vô miệng luôn. Quá ngon. Sẵn không bác Sáu?
đắng. Đắng. Đắng mà quá đắng. Đắng bạc quá. Đây là cái gỗ rau đắng nè. Rau đắng này ăn với cháo là ngon cực kỳ. Trời ơi, ăn với rau đắng đây, hết trơn. Thịt kho với dưa cải nè. Đây là thịt kho tàu. Dưa giá. Dưa giá. Thôi đi bánh mì. Quay bánh mì. Quay bánh mì. Đó. Khẩu hoa hầm. Đủ món luôn. Còn đây bia. Đây là những món ngày Tết nha. Những người ở nước ngoài thấy mấy cái món ăn này của mình chắc nhớ quê hương quê nhà lắm mà không có về được nè. Đừng khóc nha. Đây là những món ăn truyền thống. Nó không ra vậy? Gia đình. Đây là ẻm. Ẻm ơi ẻm. Gia đình này là 5 tô. Do đắng là 50 ngàn tí á. Thôi bây giờ Ngân sẽ vào ăn thôi. Để ngồi nữa ăn hết luôn. Ngân ăn hết luôn nè. Ăn hết rồi Ngân ơi. Mới nãy rủ nó ăn cám nó giảm cân. Ngồi nãy giờ ngồi ăn khí thế luôn mà nó giảm cân. Luôn. Cả nhà ơi, coi em gái tôi giữ eo nè. Khoan, 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 làm ta nghĩ thôi. Ăn có một chén cơm mà với tao bảo em. Một chén cà ghi, hai ổ bánh mì à. Mày nói tao mới có chén mà tao no rồi. Giữ eo á, không có dám ăn gì hết trơn á. Cá ăn bút được phở à. Từ từ ăn cơm. Tô cơm. Rồi. Hồi nãy Ngân ở trên nội Ngân á, thì Ngân đã đi về tới Xà Lan rồi. Bây giờ thì Ngân đang ở trên ụ Trương Lộc. Ngân ghé đây Ngân lấy đồ á, chút xíu nữa Ngân sẽ chạy về Mỹ Tho luôn. Chút nữa chiều nay thì Ngân sẽ về Mỹ Tho, Ngân sẽ về nhà ngủ. Sáng mai Ngân mới lên Xà Lan nữa. Đi gấp quá luôn, đi gấp quá, về nhà có công việc á cho nên là Ngân không có quay cho mọi người xem được. Chiều nay ông xã Ngân có đặt cho mua cho Ngân một cái máy quay. Nôn lắm luôn, nôn chờ lấy cái máy quay cho nên là tranh thủ về. Tại vì ngày hôm qua thì Ngân ở trên Xà Lan á. Ngày hôm nay Ngân cũng ở trên Xà Lan luôn. Cho nên là chưa có lấy cái máy quay được. Chiều nay về mới lấy máy quay nè. Mỗi lần mà mua cái gì có đồ mới là nôn dữ lắm luôn. Ngân đang chờ ông xã Ngân lấy đồ lên cho Ngân. Rồi Ngân sẽ chạy về Mỹ Tho thôi. À, đi tả mộ xong rồi đó. Bây giờ là mình về Mỹ Tho nha. Mọi người ơi, bây giờ thì Kim Ngân xin tạm dừng video tại đây nha. Hẹn gặp tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.